Kính thưa đại chúng, hằng ngày trong cuộc sống, tất cả mọi cái buồn vui, thương ghét, tất cả những cái cảm xúc mà chúng ta có được trong đời sống hàng ngày, không ngoài cái sự nhận thức của mỗi chúng ta. Ví dụ mình nhìn một cái gì đó rồi mình nhận thức nó là đúng, cái mình vui. Mình nhận thức nó sai thì mình giận. Mình nhận thức cái điều đó nó xấu thì mình lại hờn, vân vân. Nói chung là mừng, giận, vui buồn, thương ghét, tất cả những cái cảm xúc mà chúng ta có được trong đời sống hàng ngày là nó tùy theo cái nhận thức của mỗi người chúng ta. Rồi bây giờ quý vị kiểm lại, có lần nào mình nhận thức mình giận người đó, sau đó mình phát hiện là mình bị lầm không? Có không? Rồi lầm rồi có can đảm xin lỗi không? Ít lắm. Lờ lờ luôn rồi phải không? Nhưng rồi mình tự nói với mình á, là có dịp nào mình sẽ không như vậy. Nhưng mà rồi mình vẫn như vậy. Tại sao vậy? Tại vì mình không có tu. Tu là gì? Tức là mình nhận cái đó sai nhưng mà mình vẫn không sửa. Rồi mình cứ để cho cái đó nó cứ lặp đi lặp lại, nó thành một cái nghiệp. Cái gì mà nó lặp đi lặp lại, nó thành một cái thói quen của chúng ta thì cái đó gọi là nghiệp, chứ không có gì hết á. Mà nếu mà cái thói quen này nó dở thì lâu ngày nó thành cái nghiệp xấu. Ví dụ như bây giờ mình có cái tính ghen, rồi mình mà mở một cái cửa tiệm, rồi mình làm ăn trong đó, hay vợ mình làm thư ký ở chỗ đó, rồi ai vô nói chuyện vui vẻ, mà vợ mình thì nghĩ đơn giản là mình muốn tiệm làm ăn tốt thì mình phải vui vẻ, hoạt bát, cởi mở với khách hàng. Mình trong kia mình ngó ra cái bắt đầu mình ghen, do cái nhận thức của mình như vậy, phải không? Rồi bao mỗi một lần như vậy là thế nào, chiều về làm mệt cái xác, rồi về nhà thêm trận mệt tâm, rồi cái 3 ngày 7 bữa không nhìn nhau, không nói nhau, cái bắt đầu mình thấy mình cũng hơi kỳ kỳ, cái bắt đầu mình giả lả, mình làm quen, mình nói chuyện lại, nhưng mà rồi cái đó nó cũng tái đi tái lại, mình cũng chán cái cách sống này. Mà người chán nhất là ai? Là cái cô thư ký đó. Bị gì cổ cứ bị bình hoài mà cô, mình không thoát được. Thành thử cái đó là một nhận thức. Là một cái nhận thức mà mình sống theo cái tập nghiệp của mình. Và thưa đại chúng, bây giờ mình ngồi đây, tất cả chúng ta có đồng ý là ai cũng có nghiệp không? Mình nghiệp dữ lắm. Có điều là mỏng hay dày, nhiều hay ít thôi, chứ không có ai không có. Không ai dám vỗ ngược xưng danh nó tôi hết nghiệp rồi. Nguy hiểm nha. Hết nghiệp là không có ở đây. Hết nghiệp ở trển. Mình còn nghiệp. Nhưng mà cái quan trọng là mình biết chuyển nghiệp. Chứ mình không có hết nghiệp. Cái tu của chúng ta là chúng ta cố gắng để chúng ta chuyển cái nghiệp của mình. Mà mình chuyển được cái nghiệp của mình thì mình có hạnh phúc, mình có an vui. Thưa đại chúng, mình dời phong thủy, dời nhe, dời cái cửa, dời cái bàn, dời ghế, dời cục gạch, không bằng dời cái cách sống. Mình phong thủy không bằng mình phong thủy của chính mình. Cho nên Khổng Tử nói tâm mà bất chánh phong thủy vô ích. Đó là lời Khổng Tử nói. Nghĩa là cái tâm mình chưa yên. Cái chữ bất chánh ở đây nó không, cũng không có nghĩa rộng, hay là một cái nghĩa là chúng ta nghĩ là cái xấu ác. Tức là cái tâm mình nó không có ngay. Lúc nào mình cũng nghĩ cái điều lệch. Cái lệch gọi là tà, cái ngay gọi là chánh. Cho nên tâm mình không nghĩ chánh mà cứ nghĩ cái điều tà thì phong thủy vô ích.
Bởi vì phong thủy nào dù mình mai mình dỡ cửa mốt bây giờ mà cái tâm niệm sống không đổi thì ai mà chịu mình cho nổi. Thì cuối cùng người đó cũng dời luôn, nghĩa là dời nhà chứ không phải là dời gì hết. Cho nên cái quan trọng là chúng ta phải thấy được, mình phải trở lại để mình thấy được cái nhận thức của mình, mà lâu nay mình sống bằng cái gì. Đức Phật gọi chúng ta có bốn cái nhận thức. Một là nhận thức của phàm phu. Giờ giải thích chữ phàm phu. Phàm phu là gì? Đơn giản lắm. Phàm phu nghĩa là người tầm thường, hiểu biết nông cạn, gọi là phàm phu. Mà nếu mà mình tệ nữa đó là hai chữ gì kế bên? Tục tử. Phàm phu là chuyện bình thường, nhưng mà mình không muốn làm phàm phu tục tử. Tục tử là gì? Là cái người tầm thường mà lại sống bằng cái tâm đó nữa. Tất cả chúng ta ngồi đây, tu không tu gì cũng là phàm phu hết, là người thường. Mà chính mình là phàm phu, cho nên mình quy y Phật để mình làm Phật tử. Phàm phu Phật tử còn hơn là phàm phu tục tử. Bởi mình quy y Phật là để mang cái năng lượng Phật vô trong mình, để mình chuyển cái tục tử đi. Tuy mình sống trong cõi đời, tuy mình vẫn sống trong cõi phàm, và mình vẫn là một người phàm. Mà phàm thì nó đi ngược với gì? Thánh. Phải không? Phàm là nó đi ngược với thánh. Cái lời nói, cái nhận thức của mình sai, cho nên rồi lời nói mình nó cũng sai. Cho nên cái đó gọi là tà kiến dẫn tới tà tư duy. Tà tư duy dẫn đến tà ngữ. Tà ngữ dẫn tới tà tinh tấn, dẫn tới tà nghiệp, tà định, vân vân. Cho nên một cái mà nó tà, nó dẫn nguyên đà tà theo. Một cái mà chánh thì nó gánh nguyên gánh chánh theo. Mà sự thật là vậy. Ví dụ mình thấy đúng, mà thấy mà đúng là suy nghĩ đúng, suy nghĩ đúng là miệng nói đúng. Cho nên thấy đúng là chánh kiến, nghĩ đúng là chánh tư duy, nói đúng là chánh nghiệp, là chánh ngữ. Mà hành động mà sống đời sống đúng gọi là chánh nghiệp. Rồi siêng năng truyền bá cái đó đúng gọi là chánh tinh tấn. Còn một khi mà mình nhận thức nó sai, mình nói sai. Ví dụ nè, ví dụ như là mình có một cái nhận thức đây, Phật Di Đà lớn hơn Phật Thích Ca, cho nên là phải treo Phật Thích Ca cao hơn. Thật sự ra chỉ có mình tranh chỗ ngồi chứ Phật nào tranh đâu. Bây giờ mình để Ngài ngồi đâu Ngài cũng chẳng nói I sit in the wrong place. Ngài không hề nói câu đó. Nhưng mà tại cái nhận thức của mình. Rồi cái mình nghe kinh Địa Tạng, mình nói đừng tụng Địa Tạng. Nếu muốn tụng Địa Tạng chỉ được tụng ở chùa thôi. Kinh Địa Tạng mà đem về nhà tụng vong nó theo. Đó là một nhận thức bình thường quá. Nhận thức sai. Mà khi nhận thức sai, suy nghĩ sai rồi phải không? Nhận thức sai thì cách bắt buộc phải đi truyền bá, nói cho người khác đừng tụng Địa Tạng ở nhà. Mà siêng lắm, nghe ai tụng Địa Tạng để tôi xin số phone tôi gọi. Tôi nói, trời ta không biết, mình nói cho ta biết. Mà mình có gì chắc để mà cái biết mình đúng không? Cho nên không, nếu như trong kinh mà nói câu đó cũng còn phải suy nghĩ lại nữa, chứ đừng nói là tự do mình nói. Có kinh điển nào nói câu đó đâu. Đọc hết kinh Địa Tạng coi có chữ nào câu nào trong thế là kinh này chỉ được tụng ở chùa không. Mà mình tự biến chế ra. Đó là mình là tu, mà mình tu mà không thành chánh quả, mà tu họ biến. Cho nên á, cái nhận thức đầu tiên gọi là phàm phu nhận thức, là cái nhận thức của phàm phu. Và phàm phu là người bình thường, là cái nhận thức nông cạn. Chúng ta đều là phàm phu hết, không có ai mà giỏi gì hết trơn á.
Nhưng mà bởi vì chúng ta là phàm phu, cho nên chúng ta biết mình còn nông cạn, hiểu biết kém, cho nên mình mới đi tìm chân lý. Đi tìm chân lý như Đức Phật đi tầm đạo vậy đó. Đức Phật cũng phải đi tầm đạo. Mà quý vị đọc sử coi có vị tổ nào mà không do đi tầm đạo mà để gặp minh sư không? Và vì tầm đạo là gì? Đó là chúng ta nhận thức chúng ta còn sống trong mê lầm, cho nên chúng ta mới đi tìm một cái hướng. Ngài Huyền Trang, Ngài biết rằng ở xứ Trung Quốc không có những cái kinh điển đầy đủ, cho nên Ngài muốn học hạnh của người xưa, đi qua Ấn Độ để đem kinh sách trở về. Mà trước Ngài Huyền Trang là đó có Ngài Pháp Hiển rồi. Ngài Pháp Hiển đã từng đi Ấn Độ rồi. Cho nên Ngài Huyền Trang không phải là người đầu tiên từ Trung Quốc sang Ấn Độ. Mà trước đó là có những vị khác, mà trong đó như là Ngài Pháp Hiển. Cho nên rồi Ngài Huyền Trang mới học hạnh của Ngài Pháp Hiển, muốn đi qua Ấn Độ. Nhưng mà tại sao Ngài Huyền Trang được nổi bật? Bởi vì cái sự đi về của Ngài Huyền Trang, Ngài đã viết lại một cái quyển gọi là Đại Đường Tây Vực Ký. Và đồng thời cái chuyến đi của Ngài nó được hư cấu hóa thành một bộ câu chuyện gọi là gì? Tây Du Ký. Và quý vị nhớ là toàn bộ Tây Du Ký không có thật. Một nhân vật có thật duy nhất trong đó thôi, đó là Ngài Huyền Trang. Còn ba anh kia không có. Ngộ Không không có, Bát Giới không có, Sa Tăng không có. Và câu chuyện Ngài Huyền Trang là con của một vị quan rồi bị bỏ trôi ở dưới sông rồi chùa lượm vô nuôi cũng là hư cấu. Đã nói là hư cấu thì toàn bộ câu chuyện đó lấy nhân vật có thật trong lịch sử, đó là Ngài Huyền Trang, để viết nên một bộ câu chuyện Tây Du Ký. Mà Tây Du Ký đó nó chuyên chở cái đạo lý ở trong đó. Cho nên Ngài Huyền Trang là một con người bình thường, nhưng vì phát cái tâm dũng mãnh muốn đi tìm cho đất nước của mình, cho bản thân mình một bộ kinh điển gọi là Đi Thỉnh Kinh. Bây giờ tất cả chúng ta ngồi đây có phải là Ngài Huyền Trang đang đi thỉnh kinh không? Đó. Nhưng mà rồi mình đi vô trong chùa, mình nghe đâu có pháp, ở đâu có đạo tràng, ở đâu có tu học, là mình đi tới mình cầu pháp. Nhưng mà khi mình đi cầu như vậy á, đi cầu kinh như vậy đó, mình cũng dẫn theo ba đứa đệ tử. Ba đứa đệ tử đó là tham, sân, si, mà biểu tượng qua ba anh. Ngộ Không là sân, Bát Giới là tham, Sa Tăng là si. Quý vị nhớ là cái hình ảnh tham là con heo mà. Ham ăn, có không? Ham ngủ, ham tiền, ham sắc, ham danh, gọi là ngũ dục. Cái anh con heo đó anh có đủ hết á. Cho nên ảnh gọi là một cái người tham muốn mà biểu tượng qua con gì? Con heo. Còn cái người mà nổi nóng sân hận mà lóc chóc, biểu tượng qua con khỉ. Nó nóng nhưng mà nó lanh lợi, mà cái lanh lợi này á nó không yên vậy, và nó thiếu sự tu tập, cho nên đôi lúc nó cũng tự thầy nó luôn. Đôi lúc nó cũng quậy, nó muốn làm tề thiên. Tề thiên là gì? Bằng trời. Ông đại thánh muốn bằng trời cho nên gọi là tề thiên đại thánh. Cho nên đời này mà ai mà nhà cốt mà nhập về mà nó múa mai mà nó ta đây là tề thiên đại thánh đó. Nó không phải đâu. Trên đời này làm gì có ông tề thiên thiệt mà nhập vô ai. Cho nên không có cái cốt nào mà cốt tề thiên hết. Chỉ có người nào mà lý mấy đứa nhỏ mà nó liếng khỉ quá, mình mới nói mày chắc cốt tề thiên. Là mình lấy cái tựa, cái hình ảnh đó thôi. Nhưng mà ba cái người nhân vật tham sân si đó đi theo ông thầy là theo mình nè. Trong mình cũng có ba đứa đệ tử đó đó. Mình vô cái này mình tu.
Mà vô trong này mình tu là trời ơi, mình đủ ba nghiệp: nghiệp tham, nghiệp sân, nghiệp si. Cho nên mình mới tu giới, tu định, tu tuệ để mình chuyển cái đó. Như vậy thì mình là phàm phu, nhưng mà phàm phu biết hướng thượng. Cho nên thì hồi xưa là phàm phu tục tử, bây giờ là phàm phu Phật tử. Cũng là Phật tử, nhưng mà cũng là phàm phu, nhưng phàm phu trong đệ tử, hàng đệ tử Phật, cho nên nó đỡ lắm. Phàm phu đó, nhưng mà cũng còn biết tu. Tham cũng còn, nhưng mà cũng còn biết bố thí. Sân cũng còn, mà thỉnh thoảng biết nguội. Si cũng còn, mà đôi lúc tỉnh. Thấy không? Thành thử đỡ không? À, quy y rồi đỡ lắm. Cho nên phải quy y. Đừng nói thôi, tôi còn tham sân si lắm, khi nào tôi hết tham sân si tôi mới quy y. Trời đất ơi, quy y rồi mà nó chưa hết. Không lẽ không quy y mà nó còn á, nó hết nè. Quy y rồi mình mới tu, tu rồi từ từ nó mới giảm, nó mới hết. Chứ còn mình còn tham sân si mà biểu nó tự hết sao hết được. Cho nên người nào mà nói tôi còn tham sân si, nhớ nó vậy, quy y lẹ lẹ, gấp gấp. Nó tánh tôi còn nóng lắm, khi nào tôi nguội tôi mới quy y. Tánh nóng thì phải tu để cho nó nguội. Chứ còn tánh nóng mà để yên, người ta cứ chọc ghẹo nóng hoài, lửa mà cứ mở hoài lấy gì nó nguội. Cho nên có tu có đạo. Cho nên thứ nhất là nhận thức của phàm phu. Mà nhận thức của phàm phu là lấy cái gì mà nhận thức? Sáu căn. Đấy, phàm phu nhận thức bằng sáu căn. Mắt nhìn thấy cảnh, sanh phân biệt, buồn vui giận ghét. Tai nghe tiếng, sanh phân biệt, buồn vui giận ghét. Mũi ngửi mùi, rồi vậy sanh phân biệt, buồn vui giận ghét. Mà cứ cả ngày sáu căn nó hoành hành. Không thấy thì cũng phải nghe, không nghe cũng phải ngửi, không ngửi thì nếm. Có đôi khi làm sáu thứ luôn. Ngửi, nếm, xúc, chạm, nhận thức gì hết. Cả ngày mình cứ trôi lăn. Rồi đại chúng nghĩ có phải không? Như bây giờ mình muốn chuyển cái đó phải làm gì? Cho nên mình phải tập mình ngồi thiền. Mình tập mình tụng kinh, mình niệm Phật. Để làm chi? Để mình đưa cái phàm phu đó trở về chút xíu cái chỗ gọi là thánh hiền. Bây giờ mắt nó cũng thích nhìn phải không? Thôi nhìn Phật. Mắt nó thích là nói phải không? Đọc kinh. Mũi thích ngửi phải không? Ngửi nhang trầm. Tai thích nghe phải không? Nghe chua, nghe mỏ. Cho nên một giờ đồng hồ đưa sáu căn trở về, chuyển phàm làm thánh trong tiếng đó. Một tiếng đó nha, mà cũng chưa chắc nữa đó. Ngồi tụng vậy chứ hết giờ chưa tới giờ, nghe nói nó xeo đồ tới 6 giờ. Bắt đầu mình tăng speed lên. Nhất là mấy cái bài chú giảng sanh rồi đó nha, là được quyền tụng nhanh là bắt đầu tăng tốc độ lên, tụng cho lẹ để đi mua đồ xeo chứ. Cho nên cái phàm phu của chúng ta, cái nhận thức phàm phu. Nhưng mà chúng ta lấy cái gì để chúng ta buồn vui biết không? Cái thức. Cái thức là cái phân biệt. Cái thức là cái phân biệt. Ví dụ nè, người đời á, học mà biết gọi là học thức. Gom mấy cái của người ta lợi làm của mình gọi là trí thức. Rồi mình nhìn gom những cái thấy của người khác gọi là kiến thức. Nhưng mà cho dù là học thức, trí thức, kiến thức cũng còn là thức. Mà thức là còn phân biệt mà chưa phải cái của mình, mà toàn vay mượn của người khác. Mà cái vay mượn của người khác là cái thức thôi, là cái phân biệt. Mà còn cái phân biệt là còn gì? Hơn thua. Ví dụ bây giờ mình nhìn bình hoa, mắt nhìn cái hoa bữa nay cắm đẹp, nhưng mà tôi nghĩ bắt đầu phân biệt nha, cắm xấu hơn kỳ rồi ổng qua, khiều bà kế bên nữa, hoa cắm xấu hơn kỳ trước,
chị kia chị không tin, bắt đầu quẹt cái phone cái tôi chỉ bà coi. Quý vị thấy không, nó làm việc ghê gớm không? Con mắt nó thấy cái phân biệt nó có, mà phương tiện mà cho cái phân biệt nó đầy đủ là cái phone rồi lưu hình ảnh đó, đem ra tạo tác cho nó. Nó là cái duyên để mình sanh cái này nữa. Cho nên đó, cuộc sống của chúng ta mà vật chất càng nhiều chừng nào, hình ảnh nhiều chừng nào, nó cũng dễ dàng cho mình sống lôi cuốn. Cái đó không có gì sai. Pháp Hòa chỉ nói để chúng ta nhận thức, để chúng ta biết như vậy, rồi mỗi khi cái gì nó tới thì mình biết điểm tên đó. Ví dụ bây giờ Pháp Hòa, quý vị nhìn cái hoa này nè, mà quý vị không đắm đuối gì cái hoa này hết á, mà chẳng có phân biệt kỳ trước kỳ gì hết trơn, bữa nay biết bữa nay vậy thôi, thì cái này là mắt là căn, bình hoa là cảnh, biết vậy thôi. Cái này gọi là trí. Trí là gì? Trí là không có phân biệt, nhìn cái gì biết cái đó, mà không có so sánh. Hễ có so sánh là có khổ đau, có phiền não, có tranh chấp. Ví dụ như bữa nay cắm bông vậy, nơi cô Năm, bà Năm cắm thua bà Tám. Có so sánh rồi. Mà nhận thức là có so sánh là có gì? Có tranh chấp. Bà đang nói hồi cái nhớ trực là trời ơi, tôi nói nhầm bà Tám rưỡi rồi. Khiều bà Tám rưỡi nói, ê, tôi nói vậy thôi đừng nói bà nghe bà chửi tôi chết nghe. Thấy chưa? Cho nên mình mới thấy là phiền não nó sanh khởi từ đó. Mà nói như vậy để làm chi? Phật là người toàn giác, là Phật có cái nhìn, là Phật nói cho chúng ta biết, để chúng ta cái gì nó đến thì chúng ta biết tâm mình đang ứng hiện sống khởi cách nào. Mình biết để làm chi phải không? Để mình lùi thắng lại bớt. Mà mình cứ song song mình sống cái kiểu đó, mình khổ chứ ai chưa ai khổ. Cái người thứ hai xung quanh mình họ khổ là chuyện đành, nhưng mà mình là cái người khổ nhất, là tại vì cả ngày mình với cái sống bằng cái vọng động đó mà mình không yên. Thế cho nên rồi á, mình nghe người ta nói á, tụng kinh như con vẹt tụng chi cả, cũng đâu có biết, đâu có nhận, đâu có lấy trí tuệ soi sáng gì đâu, cứ nghe người ta nói vậy cái nói y vậy đó, cũng là một dạng học thức, kiến thức, tri thức thôi, chứ cũng không phải do từ trí tuệ mình soi sáng. Cái người mình ta có trí, người ta soi sáng, ta không nói vậy. Mà nếu mà cái soi sáng trí tuệ là trời ơi, người ta chịu tụng kinh như vậy là mừng rồi, đỡ hơn nó không chịu tụng. Bây giờ nó tụng nó không hiểu mà nó chịu tụng còn hơn mình hiểu quá trời mà không chịu tụng, muốn cái gì? Muốn cái nào? Đó. Chờ cái bà đó, bà nói, bà đó mà đi chùa vậy bà còn giữ thấy mồ kệ, bà giữ mà bà còn giữ chùa. Không? Mà bà đi chùa riết là từ từ nó mới hết. Cho nên cái người mà người ta giữ mà người ta chịu đi chùa thì cũng còn hơn là không đi. Cho nên vô trong đó là nhúng một cái rồi đi ra cũng được, lâu ngày nó mới thấm. Cho cái nhận thức đầu tiên là phàm phu nhận thức. Mà phàm phu nhận thức là qua ba cái gì? Một á, là tự ngã, tức là mình thấy biết theo quan điểm, cái này, cái kia, cái khái, cái quấy đó, đó là so sánh. Rồi kế đến là gì nữa? Tranh thua, tranh đua đó. Này hơn kia, kia thua nọ đó. Rồi kế đó là gì? Chiếm hữu, có cái tham trong đó. Cái này mà giao tôi làm 5 phút mà còn đẹp hơn nhiều. Mà hỏi chị có bao giờ làm không? Ui, làm chi? Không bao giờ làm. Nhưng mà lúc nào cũng nói cái kiểu đó. Đó là phàm phu nhận thức. Phàm phu nhận thức là thấy dụng 6 căn: mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Nhìn 6 xứ: sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Sanh ra 6 thứ phân biệt: nhãn thức, nhĩ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức vậy đó. 6 lần 3, 18. Mà nhận thức như vậy rồi làm gì? So sánh. Hơn thua, tự ngã.
Đó là vô minh nhận thức. Cái thứ hai gọi là hữu học nhận thức. Cái nhận thức của bậc hữu học, bậc hữu học là bậc gì? Là cái người đoạn được cái thân kiến. Xưa đại chúng trước khi nói, Pháp Hòa nói một chút xíu là hữu học á thì nó ngược với vô học. Quý vị nhớ trong kinh thầy nói hữu học vô học không? Nhất là kinh Pháp Hoa đó, mình có cái phẩm gọi là hữu học vô học thọ ký đó. Hữu học là gì? Là những người còn học. Còn vô học là gì? Dám nói những người không học luôn. Vô học là những người không còn gì để học. Nghĩa là họ đã học rồi, họ học rồi, họ thẩm thấu rồi, họ không còn gì để học, gọi là vô học. Còn chúng ta là những người từ cái hữu học, từ cái phàm phu. Đó là nhận thức của phàm phu. Mà nhận thức của người hữu học á, nó đỡ hơn là sao? Bởi vì người này đoạn được những cái thấy sai lầm và đoạn được cái sự nghi ngờ, cho nên người này có hạnh phúc hơn người phàm phu. Người phàm phu là nhìn đau khổ đó, tại vì phàm phu nhìn rồi phán xét, còn hữu học là nhìn có suy tư, có quán chiếu, hai cái nó khác. Pháp Hòa ví dụ vậy nè, cái người mà hữu học á, người ta thấy cái đó, người ta có thể nhận thức giống y như phàm phu đó, nhưng mà may mắn á, là người ta không nói liền, người ta lắng xuống, người ta suy nghĩ lý có thể nào sự việc như vậy cho nên người đó mới vậy không. Người ta có một chút tư duy, người ta có một chút quán chiếu, người ta có một chút gọi là suy nghĩ để giúp cho người ta chuyển hóa cái lầm, cái trách đó. Cái người hữu học á, đoạn được cái thân kiến. Thân kiến là gì? Là cái thấy sai quấy về cái thân. Ví dụ phàm phu mình mà nhìn thân, thì thấy thân, thân này sao? Thân này thiệt, thân này là trường tồn, thân này là đẹp, vân vân. Nhưng mà cái người hữu học họ nhìn thân này, nói thân này vô thường, thân này bất tịnh. Vì bất tịnh cho nên á, lỡ hôm nào mà nó bệnh một chút, nó đau một chút á, thì cứ người phàm phu là la làng rồi nha. Trời trời, tôi ăn đồ bổ hoài mà sao nó bệnh. Còn cái người mà hữu học chút á, họ nói ăn thì ăn, chứ nếu ai ăn yến mà cũng không bệnh thì yến, con yến nó không có bệnh. Thí dụ vậy. Hay là mình nói mình có cái thân, có thân nên khổ vì thân. Đó là cái nhìn của người hữu học. Còn cái người phàm phu làm ta nghĩ thì thân này mãi mãi trường tồn, cho nên đau chút ta khổ, trầy tai chút người ta buồn. Còn cái người mà hữu học ta nhìn, ta thấy, thí dụ như này. Đấy, cái nắp này nè, rớt xuống rồi. Đố quý vị cái nắp này có lần nào bị rớt chưa? Có không? Có. Cái nắp này có từng rớt rồi, mà gặp người phàm phu là dục rồi đó. Tại vì nó mẻ nè. Phàm phu mà đem dục đó là tại sao phải không? Để á, thì xài nó kỳ, mà dục á thì tiếc, uổng. Đấy là cái suy nghĩ của phàm phu nha. Nhưng mà người hữu học họ nhìn khác, họ nói ô không sao, nó mẻ chứ nó chưa bể, lắp miếng băng keo vô để đừng đứt tay là được rồi, miễn sao có đậy ly nước là ok. Đấy, cái này là nhìn, cái nhìn của người hữu học. Còn cái nhìn của người vô học là dục á. Thì xin lỗi, cái người phàm phu chứ. Là phàm phu là mình suy nghĩ là đơn giản thôi, để thì nó kỳ quá, mà đem dục nó đi thì uống, cho nên cứ cất, không xài nhưng mà cất.
Còn người hữu học tại sao phải cất? Có là để xài, ăn thua biết chỉnh để xài, biết sửa để xài. Chứ cái người mà hữu học, ta nhìn thân này nè, tuy thân này sẽ giả, vẫn phải cố gắng tô điểm nó, và đồng thời phải dụng nó cho xứng đáng. Đừng chỉ trang điểm để chân. Tuy rằng có trang điểm nhưng phải xài, lỡ mà nó có hoại đi nữa thì ít ra thân này cũng làm được một chút xíu hữu sự. Còn không thì trang điểm mà vô dụng. Hai cái nhìn nó khác. Ví dụ như cái người phàm phu mà nhìn cơm mà nấu nhão thôi đem đổ, cái người hữu học á, ô không sao, nhão nấu cháo. Nó nhiều quá sao nấu cháo, tôi cắt ra bớt, tôi nấu một phần cất mớ tủ lạnh, cứ từ từ mỗi ngày nấu miếng cháo ăn. Hữu học nhìn sự việc bằng cách chuyển hóa, lìa được những cái mê lầm chấp trước. Còn phàm phu mà thấy là không được là dục, đốn, cắt, bỏ. Còn hữu học là kệ, tuy miếng dẻ nhưng mà để lao lần cuối rồi dục. Còn phàm phu là dơ là dục mà không sử dụng lần cuối cùng. Pháp Hòa nói ví dụ vậy đó, để cho đại chúng dễ nhận. Rồi cái người mà đoạn kiến, có nghĩa là đoạn được những cái thấy về thân. Mình thấy cái thân này nó thường, nhưng mà cái người ta có tu, ta thấy thân này nó vô thường. Vì thấy thân vô thường cho nên lỡ bữa nào nó vô thường không khổ. Và nếu mà không khổ được, ít nhất cũng là bớt khổ, giảm khổ. Còn mình mà thấy thân này thường hoài, chăm sóc hoài, mà lỡ bữa nào nó hơi thay đổi chút là khổ đau cùng tận. Đó là cái thấy của hữu học. Rồi kế đến là gì? Nghi ngờ. Mình có nghi không? Có, nghi lớn lắm. Nghi đủ thứ hết, thậm chí tu mà cũng còn nghi mà. Nghi Phật, nghi Pháp, nghi Tăng, nghi giới, nghi bố thí, nghi cõi trời, mình đủ thứ nghi hết. Mặc dù đừng nói ai, thôi giờ người dân nước lã mình nghi đành đi, người thân của mình cũng nghi luôn. Cho nên cái người mà còn cái nghi á, thật sự ra có đôi lúc á, mình nghi nhiều quá nó cũng không có lợi cho mình. Tại nó tự nhiên nó làm cho mình không có thoải mái, không bình an. Mà nếu việc đó không dính dáng gì mình hết á, mà mình ôm một cái mối nghi ngờ vậy, nó không có lợi lạc gì cho mình hết. Cái đó nên xả bớt đi. Nghi người thân liên hệ tới mình còn đỡ đỡ, mà nhiều khi chẳng liên hệ gì tới mình, tự mình rước vô một cái sự nghi ngờ để tự làm mình khó chịu. Rồi bây giờ tới cái nhìn thứ ba, đó là cái nhận thức của A-la-hán. Hồi nãy là nhận thức của phàm phu, nhận thức của bậc hữu học. Mà bậc hữu học á, là người ta có cái nhìn, ta nên đoạn được những cái nghi ngờ, đoạn được những cái nhìn sai quấy về sự việc. Hay là thậm chí người ta biết quán chiếu tư duy một chút, để làm cho cái sự nghi ngờ người ta giảm đi, làm cho cái thân kiến người ta, làm cho những cái thấy hiểu người ta nó bớt đi. Còn A-la-hán là gì? Là những người có cái thấy mà trừ được những cái kiết sự chướng ngại của tâm. Thế nào gọi là chướng ngại của tâm? Một là sắc ái, hai là vô sắc ái. Bây giờ Pháp Hòa nói gì là sắc ái, vô sắc ái? Thí dụ như là bậc A-la-hán á, người ta nhìn một cái người đẹp, dù là nam là nữ, người ta cũng lìa được cái ái nhiễm ở hình sắc. Và thậm chí người ta lìa luôn cái ái nhiễm dù không hình sắc, trong tư tưởng, tưởng tượng cũng không còn. Nhưng mà phàm phu mình là còn. Có một vị thầy đó đó, thầy đi qua sông, thì ai bước lên thuyền cũng trả con đồng à. Riêng cái cô gái chèo thuyền á, xin thầy kia trả cho con 2 đồng.
Ông thầy nói, ủa tại sao kỳ vậy? Lẽ ra tôi là người tu, cô phải free. Đằng này cô không lấy đồng một giá mà cô lấy tôi 2 đồng. Nói dạ, 1 đồng thầy qua đò, 1 đồng thầy nhìn con. Lần sau qua đò, cô chạc thầy 3 đồng. Ông mới nói, ủa sao kỳ vậy, tôi đâu có nhìn cô đâu. Dạ thầy không nhìn thẳng con, mà thầy nhìn xuyên con qua dòng nước, trả 3 đồng. Lần sau ông thầy ông qua đò tiếp, ông không thèm nhìn cô đó, mà ông không thèm nhìn xuống nước, ông nhắm mắt lại, cô này chạc 5 đồng. Tôi đâu có nhìn cô, tôi nhắm mắt tôi thiền. Thầy không nhìn con thẳng, thầy không nhìn con qua nước, thầy không nhắm mắt, thầy nhắm mắt thầy tưởng tượng con. Cái đó gọi là vô sắc. Ai hiểu cái ví dụ đó không? Có những cái mình đã thấy rồi, mình nhiễm rồi, nhưng mà bữa nào cái đó không có là nhắm mắt tưởng tượng. Mà mình nhắm mắt tưởng tượng đó là vô sắc ái, cái ái nhiễm không hình tướng. Hoặc là có những cái chưa bao giờ mình thấy, nhưng do mình tưởng tượng thôi. Tại vì sao? Vì mình sống bằng những cái sở tri của mình, mình lắp ráp vô. Pháp Hòa ví dụ á, quý vị coi quảng cáo trên TV á, có những cái món ăn của người Mỹ á, trời ơi, mình thấy nó làm ngon thiệt là ngon, mà có bao giờ mình ăn đâu, cái mình tưởng tượng chà chắc ngon lắm ha, mình chưa ăn, nhưng mà cái đó gọi là vô sắc ái, chưa taste chưa gì hết á, nhưng mình tưởng tượng cái đó ngon lắm. Cho nên chưa gặp em tôi vẫn nghĩ rằng có người thiếu nữ đẹp như trăng. Thì có người thiếu nữ đẹp như trăng đó là vô sắc, vô sắc ái. Nhưng mà vô sắc ái đó nó cũng có căn cứ chứ, tại vì nó đã từng thấy những cô thiếu nữ khác, rồi nó gom thứ một chút lại, cô kia mắt 2 mí nó lắp vô cho cô này. Lấy mọi thứ chúng nó ráp vô, rồi nó tưởng tượng một cái hình của nó. Mà theo duy thức học gọi là đọc cảnh ảnh. Đọc cảnh là gì? Nhắm mắt tưởng tượng mình nó đọc cảnh không, rồi nó đem nó so sánh cái này với kia, gọi là đối chất. Đến khi nó gặp được cái đó, ôi trời ơi, tôi đã lầm. Lúc đó vậy là tánh cảnh. Thấy thật chất rồi mới thấy được tánh cảnh. Còn hồi lúc chưa thấy là so sánh. So sánh gọi là đối chất, nó tưởng tượng xong nó đối chất. Ví dụ như mình nhìn một cái chén chè, mà không biết chè gì, nhưng mình thấy trong đó, trời ơi, cái này thì giống chè khoai môn chứ gì đâu. Mình nhìn cái đó, tự trong tự mình suy nghĩ cái chén chè đó, mình đem một cái chén chè mình đã từng ăn, mình so, gọi là đối chất. Đến khi mình ăn vô mình biết được rồi, à nó không đúng gì chứ, mình nói cái đó là đúng, là lúc đó là mình mới tánh cảnh đó. Thì chúng ta cũng như thế. Cho nên bậc A-la-hán là các ngài vượt 2 cái này, vượt cái sắc ái, vượt cái vô sắc ái. Vì sao? Vì các ngài quán thấy bất tịnh của tất cả các sắc. Nếu mà mình chạm vô một cái sắc thì nó làm mình khổ, mà mình tưởng tượng thì làm mình trầm luân. Cho nên có những người mà người ta mất thần thông là tại vậy đó. Chư thiên mà xuống dưới phàm phu này rồi á, có thể sờ miếng đất để một lưỡi ném, có thể mất dây thần thông ở lại đây luôn tới giờ. Cho nên ta mới có cái bài thơ đó: ta cứ tưởng trần gian là cõi vui thật, cõi tạm, vậy mà ta ở tới bây giờ. Ta cứ tưởng trần gian là cõi tạm, thế nên ta ở mãi tới bây giờ. Biết tạm mà ở mãi là 2 cái mâu thuẫn. Sắc ái, vô sắc ái. Mạng. Mạng là gì? Mạng là sự kiêu mạn. Mà chữ kiêu nó khác với chữ mạn. Kiêu á là mình kiêu hãnh với những cái gì mình đang có. Còn mạn á là mình những cái gì mình chưa có, gọi là mạn. Cái gì có kiêu hãnh là không đành, đành đi. Không có tưởng tượng.
Thí dụ như là mình nhìn người ta giàu thì mình cũng tưởng như là mình cũng cỡ vậy đó, rồi mình đi đâu mình cũng nổ. Cái đó mà vừa kêu, cái đó là mạng đó. Cái mình không có mà mình vẫn tự hào, tự ca ngợi đó là mạng. Còn cái mình có rồi mình đi khoe khoang gọi là kêu. Hai chữ nó khác vậy đó. Sắc ái, vô sắc ái, mạng. Cái thứ tư gọi là trạo cử. Các ngài lìa trạo cử. Trạo cử là gì? Trạo cử là những cái sự lăng xăng, không yên. Cái thứ năm là vô minh, là không thấy rõ lẽ thật. Thì bậc A-la-hán, bất cứ cái nhìn nào của các ngài, các ngài đoạn được năm cái này, cho nên cái nhìn của ngài, các ngài nó khác. Thí dụ như các ngài không còn vô minh, cho nên các ngài nhìn cái gì cũng bằng minh, bằng tuệ. Còn mình còn vô minh, cho nên mình nhìn đâu mình dính đó, mình nhìn đâu mình phiền não đó. Và cái nhìn của người thứ năm đó là Phật. Cái nhận thức của Đức Phật là nhận thức của gì? Là nhận thức toàn vẹn. Nói một cách khác là bằng tuệ tri. Thưa đại chúng, chúng ta có cái nhận thức của phàm phu, chúng ta có nhận thức của hữu học, nhận thức của A-la-hán, nhận thức của Phật. Đây là bốn dạng người, bốn hạng người mà có bốn cái nhận thức khác nhau. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ ha. Nhận thức của một cái người trẻ mới vào đời, nhận thức của một người trung niên đã đi vào đời mấy mươi năm, nhận thức của một người lớn tuổi cao niên dày dặn kinh nghiệm tương đương với A-la-hán, và nhận thức của một bậc tu tập giải thoát. Đó, mình nói gần vậy đó. Một người trẻ đó, nó lớn lên đó, cái nhận thức nó còn nông cạn lắm. Đó là nhận thức của phàm phu. Nó nóng nảy, nó bồng bột, nó hấp tấp, nó vội vã. Cái gì không đúng là nó nổi cơn nó lên, mà nó không cần biết sai quấy. Đó là cái sống của phàm phu, cái nhận thức của phàm phu. Như những thanh niên thiếu nữ mà nó mới lớn, nó lớn lên rồi nó đi theo cái tiếng gọi của cái đời sống trẻ vậy. Rồi sau một thời gian cuộc đời nhồi sọ nó rồi, cũng giống như mình bây giờ trung niên rồi, thì bắt đầu mình có cái nhận thức nó hơi khác khác hơn. Mình biết phải, biết quấy, biết nhường nhịn rồi. Thì sao? Cái đó là nhận thức của hữu học. Sau một thời gian rồi, trời ơi, phải có kinh nghiệm chút xíu chứ. Mà có kinh nghiệm là có hữu học, có học rồi. Rồi bây giờ sẽ đem hai cái của mình lại mà so với một cái kinh nghiệm sống của một người lớn tuổi như ông bà nội, bà ngoại mình bằng không? Không bằng. Tại vì các vị này bây giờ sống bằng kinh nghiệm, đã trải qua. Bây giờ xin lỗi, bây giờ ví dụ như các bác lớn tuổi đi, bây giờ đối với các bác mọi việc nó bình thường. Tại vì các vị này đã trải qua hết rồi. Buồn, vui, thương, ghét, hưng suy của cuộc đời qua rồi. Cho bây giờ các ngài ở như cái bậc La Hán, đoạn trừ được những cái kiết sử đó. Rồi đối với một người tu tập như những bậc trưởng lão hòa thượng, các ngài cũng không còn những cái phiền não đó. Như là cái nhận thức của Đức Phật. Thì Pháp Hòa đem bốn dạng ở trong cuộc sống ra để so sánh, cũng giống như đại chúng thấy mình có phàm phu, có hữu học, có A-la-hán, có Đức Phật vậy. Chúng ta tu á, phần lớn là chúng ta sống trong đời là chúng ta sống bằng cái nhận thức. Mà cái nhận thức là cái còn hai thứ. Một là sở tri chướng, hai là phiền não chướng. Cái chúng ta còn nhận thức là còn hai cái chướng này nha. Thế nào gọi là phiền não chướng? Bực bội, giận hờn, đó là phiền não chướng.
Rồi những cái gì mà chúng ta gom góp mà cho là cái hiểu biết của mình thì gọi là sở trí. Hai cái đó nó luôn luôn nó ngăn, nó cản trở mình, gọi là chướng. Nó không cho mình tiến bộ. Pháp Hòa ví dụ như á, mình làm một cái việc gì đó, cái mình biết chưa chắc là đã đúng hoàn toàn. Có những người người ta hay hơn, mình nhìn người ta làm. Pháp Hòa nói ví dụ vậy đi. Ví dụ như mình luộc tàu hủ kỳ lên, mình để vô cái miếng rong biển á, mình cuốn lại, mình kêu là làm cá, mình đem đi hấp, rồi mình để cho nguội, rồi mình cắt ra, mình chiên, mình kho, mà sau lúc kho ra rong biển nó vẫn tróc. Cái sở tri của mình là vậy mà. Nhưng mà mình không chịu học người khác. Mặc dù mình biết cái mình làm vậy là không đúng đó, nhưng mà ai chỉ mà không làm. Giờ muốn biết làm sao không tróc không? Muốn không? À thôi để kỳ sau nói. Thì á, mình muốn vượt được cái sở tri đó thì mình phải chịu khó mình học. Lấy cái bột năng pha hơi mỏng một lớp, phết lên cái rong biển đó, rồi để cái tàu hũ kia lên quấn lại, chiên kho không bao giờ tróc. Nó chỉ một chút xíu vậy thôi, nhưng mà mình không học là sở tri. Mà nói lần mình làm ra mình kho là nó bấy nhảy cái nồi, rồi là mà gặp là nhìn là phiền não. Thấy mình kho trật là phiền não, mà không chịu học người khác là sở trì. Mà hai cái đó là cái không nên có. Mà hãy còn cái đó là còn phàm phu. Mình tu á, là mình phải chuyển thức thành trí. Mà trí tuệ nó có hai loại. Trí tuệ của bậc hữu học là trí tuệ gì? Là văn tư tu. Trí tuệ của bậc vô học là giới định tuệ. Ví dụ như trí tuệ của cái người còn học là phải văn, là phải nghe, suy nghĩ những cái gì mình học gọi là tư, rồi mình tu tập để sanh tuệ gọi là tuệ. Văn tư tu là bước đầu của người có trí tuệ ở cái bậc hữu học. Ồ, người đó sao có trí tuệ vậy? À, tại người đó có văn tư tu. Nhưng mà văn tư tu xong rồi mình mượn cái văn tư tu đó mình tu tập, mình chuyển cái văn tư tu thành giới định tuệ. Do giới mà sanh định, do định mà có tuệ. Người mà tuệ nó sinh do thiền định mà có, đó là trí tuệ của bậc vô học. Hay nói một cách khác là cái người đó là vô lậu hay là hữu học. Cho nên á, mình còn sống trong cõi đời là mình còn nhận thức. Mà cái nhận thức của mình mà nếu chúng ta mỗi ngày chúng ta biết chuyển thức thành trí thì nó làm cho mình an lạc hơn, hạnh phúc hơn. Còn nếu không thì cứ sống theo cái đà của sở tri của mình, phiền não của mình, thì mãi mãi là nhận thức của phàm phu. Mà tu thật nhiều nhưng mà cũng không chuyển hóa được gì hết. Thì hôm nay trong cái buổi chiều này, Pháp Hòa muốn thưa với đại chúng bốn nhận thức, hay là bốn hạng người, bốn cái nhận thức của bốn hạng người: nhận thức của phàm phu, nhận thức của hữu học, nhận thức của A-la-hán, nhận thức của Phật. Bây giờ đem bốn dạng người gần mình nhất để ví dụ. Nhận thức phàm phu tương đồng với nhận thức của thanh niên thiếu nữ mới lớn, còn bồng bột, còn nóng nảy, chưa có đủ kinh nghiệm xong. Rồi những người trung niên có một khoảng thời gian đã thất bại rất nhiều và có một chút kinh nghiệm để sống, là nhận thức của hữu học. Rồi nhận thức của các bậc trưởng lão là nhận thức của A-la-hán. Và đến khi nào nhận thức của một người tu tập có chiều dày, quán chiếu giải thoát,
đó là nhận thức của Phật. Đó. Thì cái mà chúng ta nhận thức vẫn còn phiền não khổ đau, còn cái gì mà do trí tuệ soi sáng thì cái đó vượt ngoài đau khổ. Tại vì trí tuệ là gì? Là thấy biết như là, mà không hề so sánh phân biệt hơn thua. Vẫn ví dụ như đấy, đây là hoa li li, nhưng mà cái nhận thức của người bình thường là li li này nó không đẹp bằng cái li li kia. Cái người trí là không nói thế, cái nào nó cũng cái đẹp của nó. Cho nên á, một hôm Ngài Hoằng Nhất á, Ngài ăn cơm với một ông tướng, thì Ngài ăn cũng kẻ muối nó mặn, rồi Ngài uống nước. Cái thì ông tướng mới nói: Hòa Thượng ăn cơm gì kỳ quá. Ông mới nói: có gì đâu kỳ, củ cải nó mặn, nó có cái ngon của mặn, gì có cái giá trị riêng của nó. Mà chính người trí có giá trị riêng của nó, cho nên vượt ngoài so sánh. Mà còn so sánh là còn thị phi nhân ngã, còn hơn thua, còn tranh giành. Mà còn tranh giành tức là còn cái cách sống của phàm phu. Mà vượt cái đó một chút là hữu học, vượt hơn cái nữa là a la hớn. Đến khi chúng ta nhận biết như là cái trí nhận biết của Phật. Thôi chúc đại chúng an lạc.